video này, chúng ta cùng tìm hiểu về bài 5. Làm quen với số thập phân vô hạn tuần hoàn. Qua bài này, các em sẽ được làm quen với một số khái niệm, thuật ngữ, đồng thời giúp các em đạt được một số mục tiêu về kiến thức, kỹ năng. Bài học gồm 2 phần. Phần 1. Số thập phân vô hạn tuần hoàn. Phần 2. Làm tròn số. Bây giờ, chúng ta cùng tìm hiểu nội dung bài học. Phần 1. Số thập phân vô hạn tuần hoàn. Các em thực hiện các phép chia, lấy 4 chia 5 và lấy 5 chia 18 xem kết quả như thế nào nhé. Qua thực hiện phép chia, ta thấy khi lấy 4 chia 5 thì sau 2 lần lượt chia, ta được kết quả. Còn lấy 5 chia 18, ta thấy phép chia của ta không bao giờ chấm dứt, đặc biệt ở đây, ta thấy chữ số 7 lặp đi lặp lại nhiều lần. Ta nói phân số 5 phần 18 viết được dưới dạng số thập phân là 0,2777... Tương tự phân số âm 17 phần 11 viết được dưới dạng số thập phân âm 1,545454... Các số như 0,2777... hay âm 1,545454... gọi là các số thập phân vô hạn tuần hoàn. Chữ số 7 ở trong số 0,2777... gọi là chu kỳ của số thập phân đó, và ta viết gọn 0,2 mở ngoặc 7 đóng ngoặc. Như vậy, chu kỳ của một số thập phân người ta viết trong dấu ngoặc. Tương tự số âm 1,545454... có chu kỳ là 54. Các số thập phân như 0,8, 1,25, gọi là các số thập phân hữu hạn. Tiếp theo các em làm hỏi chấm và xem kết quả viết được dưới dạng số thập phân gì nhé. Số này viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn và có chu kỳ là 1. Em quan sát ví dụ, ta thấy chu kỳ của một số thập phân vô hạn tuần hoàn có thể có nhiều hơn 2 chữ số. Tiếp theo, các em làm luyện tập. Kết quả các em xem ở màn hình. Qua đây, các em lưu ý, một số hữu tỉ đều viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn hoặc số thập phân vô hạn tuần hoàn. Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu phần 2 làm tròn số thập phân căn cứ và độ chính xác cho trước. Ở lớp 6, các em đã có quy ước làm tròn số. Dựa vào đó, khi làm tròn số 46,333 đến hàng đơn vị, ta được kết quả xấp xỉ 46. Các em quan sát trên ở hình 2.1, ta thấy khoảng cách từ điểm 46 đến điểm 46,333 nhỏ hơn 0,5. Ta cũng nói rằng, 46 là kết quả làm tròn của số 46,333 với độ chính xác 0,5. Như vậy, khi làm tròn số đến một hàng hàng nào đó, kết quả làm tròn có độ chính xác bằng một nửa đơn vị hàng làm tròn. Ta có thể dựa vào bảng này để làm tròn số thập phân với độ chính xác cho trước. Em xem ví dụ 2. Tiếp theo các em làm luyện tập 2. Kết quả các em xem ở màn hình. Tiếp theo là phần vận dụng. Các em làm tròn 2 thừa số rồi tính nhé. Tiếp theo, các em làm các bài tập này nhé.
Như vậy, qua bài này, các em đã được làm quen với số thập phân vô hạn tuần hoàn và cách làm tròn số thập phân với độ chính xác cho trước. Vấn đề đặt ra là căn cứ vào đâu để biết một phân số viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn hay số thập phân vô hạn tuần hoàn. Các em dựa vào căn cứ này nhé. Đó là nếu một phân số tối giản có mẫu dương, mẫu không có ước nguyên tố khác 2 và 5 thì viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn. Ví dụ 1/2, -3/4, 6/5, 1/10. Nếu một phân số tối giản có mẫu dương, mẫu có ước nguyên tố khác 2 và 5 thì viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn. Ví dụ, 1/3, -5/6, 3/7. Các em hãy kiểm tra lại xem có đúng không nhé. Như vậy, chúng ta vừa tìm hiểu xong một số nội dung của bài 6. Các bài tập làm thêm, các em xem ở phần mô tả.